Hiểu chưa? Yeah. Đừng có tây tây rượu vào này, tây tây rượu với này thì mẹ mày quan hệ tình dục vào kiểu như chó, biết nồn đường nào nữa thì mẹ nó phí. Vâng. Đây là đi thưởng thức thiên nhiên thôi mà, phải nắm được. Yeah. Đây là tớ đi thưởng thức thiên nhiên, tớ muốn gần gũi với thiên nhiên thì tớ phải thưởng thức như thế. Chứ còn nếu quan hệ tình dục tớ ở nhà thì mẹ mày tớ thuê một con phò mất đẹp mất hơn mượt mất 500.000 không thì mẹ chỉ gọi là cũng là được, tầm 350 là được. Ấp về thì 30 cái sức. Đi dùng cái trắng đấy, xong bắt đầu là nó ám vào những cành cây ở sát núi đá đấy, xong rồi chim của nó. Nhưng đấy đấy là tuyến 3 hay là tuyến 2? À. Chim thì hót trên cành ấy, cứu nó buổi sáng ấy. Dạ. Thuốc thì bay, một sắt tố loạn. Khỉ thì nhảy nhót ở trên các cành cây, ánh nắng thì xuyên qua tán cây đấy. Tuyến 3 đi như thế thì mấy ngày anh? Một ngày thôi, hôm nay đi chung nhau về. À. Thì, còn bên dưới biển ấy, thì cá heo ấy. Nhìn thấy luôn á. Nó nhảy từng đàn, nó nhảy đi em bịt mẹ em. Tao nói thật mày ấy, mẹ em nhìn bước lên lồi mắt vào ông sủ hồi đúng rồi, bảo kỳ quan thế giới nó vừa đúng như mẹ. Con mày đi thế này, đi cho con mày chứ một bà chứ một cái đồ gì. Em tưởng tượng không, tao thật mày ấy, nhìn cảm giác mình con người mình nó sống với cảm giác mình nó bé nhỏ quá. Em hiểu không? Cảm tưởng con người mình nó bé nhỏ quá, một thiên nhiên quá đẹp, quá hùng vĩ, quá tuyệt vời. Ánh nắng xuyên qua một dãy núi này, bướm bay này, chim hót này, vượn hú này, bên dưới cá heo nhảy này, mẹ mày đang đoàn một, tôi bảo đẹp không? Mình anh nói mày, anh nói thế là mày vẫn tưởng tượng nó đẹp thế nào không? Biển thì phẳng nặng, hơi gần đặt sóng nó đang như thế này thôi, đẹp tuyệt vời luôn, không có tí gió hơi phê phẩy gió xuân đấy. Trời ơi, môi thì mẹ mày phê lồi mắt. Thế trong ba tuyến thì tuyến nào đẹp hơn anh? Tuyến nào đẹp nhất? Đẹp chỉ có thêm tên khác nhau. Ví dụ như vừa nói là hang động, đi thăm tuyến 1 thì hang động hang động cũng đẹp hơn cả năm. Hang động thì hang động cũng đẹp hơn cả năm. Vì tại sao? Vì được bàn tay người sắp xếp vào nó bố trí, nó làm cho ánh sáng xanh đỏ tím vàng hắt vào trong những cái nhũ đá ở trong nhìn nó đẹp. À, cái đông mà đông thiên cung đấy, đông thiên cung em đến rồi. Dạ. Trình bày có ánh sáng có lung linh như nào của ánh sáng của mặt con người. Nhưng mà như anh kể thì em thích đi cái tuyến mà anh vừa kể xong mà có cá heo hơn. Nhìn thích hơn. Ừ, đương nhiên. Chứ còn vào đông đấy, đi trong đông đấy thì nó cũng giống như các hang khác, vì là nó cái nhu nó đẹp hơn chút thôi. Thế còn nếu tuyến 2 thì nó không bãi tắm kín đó thì hang thử chốt thì cũng nói chung là cũng đẹp, nhưng mà nó cũng chỉ là đi có 3-4 tiếng thì về. Mà nếu mà ngủ qua đêm ấy, trong nhà nào mà quán mà tắm ba chai đào như này, như anh nói đấy, mà yeah. Đi vào tháng cuối tháng 2, giữa tháng 3 đấy, có mùa xuân đấy, đẹp tuyệt vời, còn mình buổi sáng ra, đừng có ngủ lười, đi như thế là phải đi nắm được mẹ, thì mẹ với bố mày không ngủ, bố phải thưởng thức. Nhưng mà ngủ là ngủ trên tàu hay là trên ngủ? Trên tàu ấy, con tàu nó có phòng cho khách ngủy đấy, cho mình nghỉ qua đêm. Thế, thì coi là sáng ra phải dậy sớm ngắm hoàng hôn, ngắm bình minh. Đương nhiên phải ngắm bình minh thì vậy, mày phải dậy sớm thì mày biết cái cảnh đẹp như thế. Chứ nếu mà bật 7-8 giờ đấy thì đéo đẹp như thế. Tầm khoảng 5 giờ là phải dậy rồi, 4-5 giờ dậy rồi thì ngắm cái cảnh đấy. Chứ mẹ ông ngủ lòi mắt đến 8-9 giờ thì mẹ mày xương tan hết mẹ rồi, chim nó hót nó chui vào trong bụi mẹ rồi, thì làm sao ông biết cái cảnh như thế nữa. Ông phải dậy sớm, ông ngắm bình minh từ cái lúc khoảng 5 giờ, hơn 5 giờ, dưới 5 giờ đấy, đến tầm 6 giờ, 7 giờ đấy. Quãng đấy là quãng địch mẹ mày, ông chụp ảnh, ông ngắm cá heo, ông ngắm những cái cảnh bướm bay xanh đỏ tím màng, chim thì hót, khỉ thì đu hú, ánh nắng thì xuyên qua những vòm mây, những vầng mây nhỏ ấy. Ông nhìn nó mới về. Ông mới biết thực à, nó đẹp như thế này đây. Chứ ngủ 8-9 giờ thì biết cái đéo này nữa. Nhưng mà thấy những cái hòn núi này mà chụp từ trên cao xuống nó giống như kiểu mà đồ rồng ấy, hay là Photoshop anh nhỉ? Không, nó như thế. À. Anh đã thực tế, bắt anh biết không? Anh nói thật này nhá, thì anh mình sinh ra lớn lên ở đất này. Mình đi rất nhiều. Tao đi cũng khá nhiều ở đất nước Việt Nam mình. Đúng thật, đi Hà Long đẹp thật. Đẹp thật. Phải thưởng thức, phải nằm trên vịnh, phải thưởng thức được.
luôn, nếu mà ngủ mẹ mình rượu tây tây và ngủ suốt thì thôi thôi không, tốt nhất là không đi đúng không? Đỡ phí. Đi được cái thưởng thức. Nó đẹp lắm em ạ. Thế bây giờ là ở trên chỗ 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 bãi cháy vì ấy là có tàu đi hay là chuyển xuống đây hết chuyển đây thôi. À. Đây thì em thuê tàu đẹp tàu xuống rồi thôi. Dạ. Yeah. Tiền nào thì cũng ấy chú. Thì giá thăm nhà bây giờ là đắt. Dạ. Nhưng đây 70 nghìn bây giờ cho mấy hay cho mấy. Nhà nước ơi, cái mẹ mới đánh đầu cho chỉ qua thế giới. Mẹ con nó, nhà nước mình nó chắc đắt. Dạ. Yeah. Nó mất thế này. Dân thì chẳng những thằng tàu nó có đến đắt của chúng mày đồng nào đâu. Chẳng qua đắt thì không người nước mới đắt. Ôi chính phủ thế. Thế lúc này em thấy cái con thủy phi cơ đấy mà nó đi xuống nước đấy thì là cái con đấy là đi lên một chuyến như thế là mất bao tiền đấy? 3 triệu 9 đi được thời gian bao lâu anh? 20 phút rồi. Nó cũng đẹp thật nhưng mà đẹp trong góc độ là chim ta nhìn xuống. Nói chung là đứng ngồi xem hoa. Làm sao biết bông hoa này thơm không thơm. Tức là đi được hết nhưng mà lại không ngắm được mấy. Ngắm lên cao thôi. Điều hạnh. Đi mẹ có thể đi có thể đi có thể đi tàu. Đây bố đi hôm nay bố tên mày. Hôm nay bố đi tên mày đứng một mai mà đi ra đi kia. Đi ba cho bố. Nó thích nhất. Đi mà đi đủ 3 tuyến là hết khoảng bao tiền đấy. Bây giờ giá cả thay đổi anh nhớ lắm được không? À. Nhưng mà nói chung là chắc là mất tầm rồi. Tôi thuê một cái tàu vừa thôi. Mấy đôi thì em ăn ngủ trên tàu đi hôm nay bố mình đi cho đứa một. Ngày mai bố lại về bên bố mày đang nghĩ đi thứ hai. Ngày mai bố mày đi thứ ba ngủ qua đêm. Thì mẹ thế nó chính nhanh. Bố mình thích thế. Thế thì mới hết được. Đúng rồi, đi. Mày à mày. Chứ còn đi hôm nay thứ một rồi hôm sau thứ hai nữa thì thứ ba thì thứ hai ba đi thì nó hoài lắm. Đi kiểu vậy nó hoài. Vì nó xa quá mà đi vậy nó hoài nó mệt. Là đi là nghỉ trên tàu luôn. Đúng rồi. Cùng qua đêm ấy. Thì mới thưởng thức được cái cảnh hoàng hôn và cảnh bình minh trên Vịnh Hạ Long thế nào. Hiểu chưa? Dạ. Đừng có tây rượu vào này, nó tây rượu với này thì mẹ mày quan hệ tình dục vào cũng như chó, biết nồn đường nào nữa thì mẹ nó phí. Vâng. Đây là đi thưởng thức thiên nhiên thôi mà. Phải lắm được. Đúng đây rồi. Tớ đi thưởng thức thiên nhiên, tớ muốn gần gũi với thiên nhiên thì tớ phải thưởng thức như thế. Chứ còn nếu quan hệ tình dục tớ ở nhà thì mẹ mày tớ thuê một con phò mất đẹp mất hơn mượt mất 500 nghìn không thì mẹ thì gọi là cũng là được, tầm 350 là được, ấp về thì 30 cái sức đông một đi. Nhưng mà ở đây thì đầu tuần là ít khách hơn hay là sao anh nhỉ? Nay cũng không thấy khách mấy. Thứ bảy chủ nhật nó đông hơn. À. Vẫn lúc đấy khách nó vẫn đi từ trưa đến giờ nó bây giờ nó mới về đấy. À. Cả khách bây giờ nó về đấy. Đỗ đấy. Tàu chạy tiếng. Cái tàu đi thăm mình bằng tiếng đấy. Yeah. Hiểu không? Chứ còn mẹ mày những tàu ngủ đêm là nó đi từ lúc 11 giờ, 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ. Tầm ngày mai tầm đấy nó mới 11, 12 giờ, trưa mai bắt đầu nó về bến. À. Thế nó chở khách về bến. Yeah. Thế bọn ngủ qua đêm đấy. Còn bọn này bọn tàu tiếng đi đến 1, đến 2 thôi, hiểu chưa? Tàu đây nó chỉ có chỗ phòng ngủ. Chỉ có chỗ ngồi thôi. Đến 1, đến 2 xong rồi mẹ mày về trả khách cho một đồng. Đấy trả khách cho tàu ông 1 xong vào ông 2 đỗ. Ngày mai thì tiếp tục. Yeah. Anh là thợ ảnh đấy chứ. À đó. Nhưng mà nếu có việc làm thì mẹ mày anh đang thang. Chạy theo ông mỗi ông anh đi về. Mày có ông chủ Ba Đai ông gọi là 5 rưỡi. Bây giờ cũng 5 rưỡi chụp cho ông cái ảnh ở nhà ông. À. Ở khu đất mà đất trong này, trong Tuần Châu này chắc đắt anh nhỉ? Nhiều, như vậy đắt. Nó rơi vào tầm một cái nhà màu vàng vàng như thế chưa? Đấy, mà từ tầng 1, tầng 3 đấy. Dạ. Nó rơi tầm 7, 8 tỷ. Một cái ô vậy, nhưng mà chỉ có bên ngoài vậy thôi, bên trong còn chưa có đéo gì cả. Bên trong thiết kế là mình từng về một thiết kế. Từng về mà làm cầu thang kiểu gì hay là... Còn nếu mà đất thì khoảng bao tiền mét vuông ấy? Đất thì nó bán vào theo lô để xây khách sạn này của em, nó bán cho nhỏ như ở ngoài kia rất đâu. Chắc phải tiền tiền. Nếu có tiền để mua. Nhiều đơn giản là mình rất đông, nếu có tiền mua mà nó đéo bán bằng 100-200 mét vuông, mua nó bán nhiều trăm mét vuông để xây khách sạn nhà nghỉ thì nếu có tiền nó mua. Đúng rồi, hoặc là xây biệt thự. Ừ. Yeah.
mình chỉ có tiền mua là mua cái nhà mà nó xây tổng thể bên ngoài rồi, nhưng bên trong chẳng có đéo đấy, bên trong thậm chí là chứa chát. Thô. Ừ, và thô thôi. Về mình tự thiết kế, nhưng mà nó không có bể thì mình về mình tự phải đào ra mà xây bể. Làm bể xong bắt đầu hay là mình muốn làm toilet kiểu gì thì là do mình tự làm. Yeah. Bên trong nó không có gì cả. Đấy. Chỉ nó mới xây một cái nhà ba tầng hay là thô ngoài vậy thôi. Bên trong thì là chưa chát, chưa cầu thang, chưa gì gì hết. Về tự xử lý. Là nó rơi vào ví dụ nhà này nó tầm 8 tỷ này. Nhà bên kia tầm 6 tỷ này. Đấy, em hiểu chưa? Vâng. Một căn hộ từ 1 đến 3 vậy. Còn cái bên Ngọc Châu này thì chắc sau này đẹp đấy anh nhỉ? Cái khu vực ở bên Ngọc Châu này này. Vâng. Bên này có cái nhà cửa mẫu này. Và chúng ta là mình nhìn cái nhà cửa mẫu này. Vâng, lúc này em đi sang bên rồi. Được. Dạ. Cái nhà đấy của nó là 26 tỷ. 26 tỷ á? Cái căn nhà đấy 26 tỷ. Dạ. Ui dạ. Đắt nhỉ? Nhưng mà làm xây xong bắt thì mẹ thằng Indo nó mua rồi em ạ. À thế à? Mẹ có phải của mình đâu. Indo giống như kiểu lô cốt. Vâng. Cảm ơn anh nhé. Chào anh nhé.